Ok, clip này mình test cho mọi người cái dàn Panasonic SX950 nha. Cái bộ dàn này thì rạc nội địa Nhật luôn mọi người. Từ Panasonic âm thanh khá là chi tiết. Bộ này thì hiện tại nó sẽ chỉ chơi được đĩa CD, cắm dây AUX và có chức năng là chép CD vào ổ cứng nha mọi người. Còn cái chức năng Bluetooth nó tương thích với lại những cái thiết bị cũ nên là giờ không có dùng được. Đó. Ok, bây giờ mình test thử cái đĩa cho mọi người nghe nha. Dòng này là ổ cứng tích hợp 80GB nha mọi người. Bên đây. Mình phát CD thì mình bấm CD thôi. Toàn tiếng Nhật không mọi người? Nói chung con này cái tiếng của nó nhẹ nhàng chi tiết lắm và rất là mềm mại. Ví dụ như mọi người muốn record vào cái HDD thì mọi người bấm cái nút mà record thôi. À dạ, mọi người đợi một xíu nha. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc ngõ hồn dân tái tình. Anh làm thơ vô quy khách qua đường lánh chuyện tình ta đã ghi. À đây 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 à, nút chỉnh định luôn mà không thấy. Đây CD đó, đi đi. Vào miếng được, phải dịch ra. Trên trường anh bước đi. Ok, cái này là ghi âm trong khi nghe nè. Đó là vừa nghe vừa ghi á. Ok, bây giờ bắt đầu nó vừa nghe vừa ghi á mọi người ạ. Em ơi, nhìn gió
Chúa
chót nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi, dù hai chúng mình mộng xưa có thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau. Trong cuộc đời lầm buồn, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình giẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy hồn mình khó bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có đau thương, và từng đêm về lê có đầy vơ. Ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, ơi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông về tình vẫn xa xôi, lòng người vô tình em sẽ về đâu? Môi cười mà lệ như rơi,
từng ngày lạnh lùng. Em ơi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông về tình vẫn xa xôi. Lòng người vô tình, em sẽ về đâu? Lời yêu dấu cho nhau.
cơn đau buốt nhói. Ba năm rồi cô đơn tiếp nối, anh khơi nhớ ngày đầu quen nhau. Thư dăm la rồi mình yêu nhau, đôi môi ấm nóng vọng tình sâu, hứa hẹn dài lâu. Cớ sao em, cớ sao em đam mê nào rất tìm bỏ nhau. Anh yêu dấu hỡi không gian nào em đang đắm đuối, đang tay đôi kỷ niệm chung đôi theo cơn lốc loạn cuồng chơi vơi. Cơn mê giật phân nhạt màu phai, sắc chẳng còn tươi, sông buông trôi chết đơn côi. Đưa em về chắc chỉ mình tôi. Ồ, nó đang thu rồi, nó không dừng được luôn mọi người ạ. Bao nhiêu đêm bấy nhiêu. Đó thì một khi mà nó đã bắt đầu chép thì nó sẽ chép nguyên đĩa mọi người, nên là mình sẽ không dừng được nha. Đó, nó đang chép tới 39% rồi. Đó mọi người xem nè. 39% mình sẽ không dừng được nha, tại vì nó phải chép một CD. Đó thì mình xin phép dừng clip này ra nha. Thì bộ này mình bán là 2.750.000 mọi người. Bộ này lúc mà mới xuất xưởng cũng thuộc dạng những cái dạng công nghệ đỉnh cao của Panasonic, nên là âm thanh nó là âm thanh nổi nha mọi người. Nghe cái âm thanh nó rất là kiểu như nó tỏa ra xung quanh đó, nên là nghe cũng rất là hay. Đó, bộ này mình về thì nguyên zin. Dây loa đồ còn rất là đẹp. Ok, giờ mình phải để cho nó chép hết luôn cái này mình mới tắt được người. Đó, thì bộ này mình bán là 2.750.000 nha. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Cảm ơn.